Jo, woher kommen Sie in Deutschland? In Österreich? Wo? Ganz. 12 Stunden bis Hanoi. Ah, ja. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Mir geht's gut und dir? Sehr gut, danke dir. Von Österreich hierher der Flug 12 Stunden. Ah, oh, 4 Stunden. Ja, sehr viel. Ja. Halben Tag, ja. Ja. Sie ist reisen nur Vietnam und andere. Der Flug dauert ja. Zuerst 3 Stunden bis Moskau. Ah, Moskau. Chào anh chị quay lại với kênh Tiếng Gà Ba nha. Thì hôm nay nói chuyện sơ qua về chủ đề tiếng Đức một chút. Là người Áo và người Thụy Sĩ thì người ta nói tiếng Đức có dễ nghe không? Đấy. Thì trong tiếng Anh thì là Thụy Sĩ đọc là Switzerland đúng không? Switzerland. Còn tiếng Đức gọi là Schweiz đúng không? Tôi không nhớ là Der Schweiz, Das Schweiz, chỉ trong một trong hai phương án này thôi. Hình như Der Schweiz phải là Thụy Sĩ trong tiếng Đức. Thế còn ở trong trong tiếng Anh Áo là Austria đúng không? Hay còn trong tiếng Đức là Österreich. Thì cũng rất ở trong tiếng Anh có rất nhiều người nhầm lẫn giữa Australia và Austria, có nghĩa nhầm lẫn giữa nước Úc và nước Áo đấy. Austria trong tiếng Anh, Österreich trong tiếng Đức là nước Áo đấy. Thì là hai người nước này người ta nói tiếng Đức có dễ nghe không? Thì là may mắn là trong cái thời gian mà chưa học tiếng Đức ấy, chưa học tiếng Đức thì tôi cũng có một thời gian là tôi gặp những người nước Áo và người Thụy Sĩ, người ta nói tiếng Anh rồi đấy. Thì là người Thụy Sĩ nếu mà tôi tìm hiểu như là dân số chưa đến hơn chục triệu người phải. Còn nước Áo thì chỉ khoảng 7-8 triệu người thôi. Rất là ít, nhưng mà bên cạnh đó là nước họ rất là giàu. Họ đứng ở trong top những cái nước giàu trong châu Âu và thế giới. Hai nước này, Thụy Sĩ thì mệnh danh là một trong những nước có ngân hàng nhiều nhất thế giới mà. Ngân hàng Thụy Sĩ nhiều nhất thế giới. Đấy. Đấy, thì là quay lại cái chủ đề là trong thời gian mà học tiếng Anh thì tôi đã may mắn được gặp những người Đức đến từ Đức và Thụy Sĩ rồi, Áo và Thụy Sĩ rồi. Thế còn họ nói tiếng Đức thế nào? Thì trong quá trình đi học tiếng Đức thì tôi cũng gặp thỉnh thoảng gặp những người đến từ Áo và Thụy Sĩ. Đấy. Thì người Áo thì thường thường thì về bản chất thì là rất dễ nghe, rất là dễ nghe. Thì là kiểu như là cũng là kiểu như người Đức nói tiếng Đức ấy. Đấy. Tôi không cảm thấy là không có vấn đề gì khả năng nghe cả. Nếu mà chị nghe tốt, nếu mà chị bỏ thời gian đang nghe nhiều ấy, thì kể cả tầm góc nào, vùng nào, nếu mà đang nghe tốt thì vùng nào cũng nghe được. Kiểu như tiếng Việt, như tiếng Việt thì nó có một cái đặc thù là nhiều vùng khó nghe thật. Nhưng mà bên cạnh đó thì người Áo nói tiếng Đức thì khi mà tôi nghe người ta nói thì không có vấn đề gì cả. Đấy. Thế còn người Thụy Sĩ thì sao? Thì Thụy Sĩ là một cái nước rất là đặc biệt. Họ một ở quốc gia họ có khoảng 3-4 thứ tiếng chính thức. Ví dụ ở cái vùng giáp nước Đức thì họ sẽ nói tiếng Đức, vùng giáp nước Ý thì họ sẽ nói tiếng Ý, mà vùng giáp nước Pháp thì họ sẽ nói tiếng Pháp. Thế ngày xưa học lịch sử thì có cái hiệp định Geneva, mình hay đọc là Geneva đấy, ở cái vùng đấy là Geneva, nó gần Pháp mà, thì cái vùng đấy người Thụy Sĩ người ta sẽ nói tiếng Pháp, và nước nào gần Đức thì họ sẽ nói tiếng Đức. Nhưng mà bản chất là hình như là họ được học tiếng Đức ở trường hay sao ấy. Họ cũng có thể họ cũng có tiếng mẹ đẻ, nhưng mà họ được tiếng Đức ở trường là cái thứ tiếng là ưu tiên hơn với cả tiếng Pháp và tiếng Ý. Thế chính vì lý do đó mà những cái người mà Thụy Sĩ mà tôi gặp ấy, những người Thụy Sĩ mà tôi gặp thì thường thường là họ sẽ nói được tiếng Đức. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì là những người Thụy Sĩ tôi gặp thì là 99% là họ nói được tiếng Đức. Trên Google ấy, thì người ta thống kê là ở nước Đức thì khoảng 60-70% có thể nói được tiếng Đức. Nhưng mà những người Thụy Sĩ mà tôi gặp từ trước đến nay, từ lúc học tiếng Đức đến nay là người nào tôi gặp thì cũng nói được tiếng Đức. Đấy. Thì ở trong thỉnh thoảng ở nước Đức người ta nói là, ví dụ ở Thụy Sĩ người ta sẽ có cái giọng pha giữa giọng Thụy Sĩ và giọng Đức ấy. Thì ở trong tiếng Đức nó là Swiss Deutsch, còn trong tiếng Anh là Swiss German ấy. Đấy, kiểu như là giọng Thụy Sĩ pha giọng Đức, có nghĩa là thỉnh thoảng ở Thụy Sĩ người ta sẽ có những cái từ lóng, cái từ slang nó khác với cả tiếng Đức. Đấy. Mà đôi khi có những cái từ mà người Đức không hiểu vì đấy là cái tiếng lóng mà, tiếng lóng. Nhưng về bản chất, về cơ bản là khi là họ nói chuyện với nhau về tiếng Đức phổ thông thì là họ hiểu nhau. Kiểu như ở Đài Loan người ta cũng nói tiếng Trung phổ thông đấy. Đấy. Thì là nếu mà phổ thông thì kể cả Trung Quốc đại lục hay mà nói chuyện người Đài Loan thì người ta vẫn hiểu, vì đấy là tiếng phổ thông, tiếng cơ bản nhất rồi, để dễ giao thương, dễ giao tiếp, dễ giao lưu với nhau nhất. Đấy, từ tiếng não sinh ra để giao tiếp, giao lưu thì nhắm tóm với nhau thôi. Đấy. Thì quay lại cái vấn đề là có dễ nghe không, người Thụy Sĩ có dễ nghe không. Thực ra nếu như người Áo thôi, nếu mà nghe tốt thì là sẽ nghe được. Mới cả tôi có một lần tôi gặp một người Thụy Sĩ này, người ta kể rằng
người ta nói rằng là nếu mà tao nói giọng Thụy Sĩ đặc thì là mày chưa chắc đã nghe được đâu. Đấy. Kiểu như là khi mà nói chuyện với mình ấy, hoặc nói chuyện với người Đức thì người ta sẽ dùng cái tiếng Đức phổ thông, cái tiếng Đức cơ bản nhất để dùng giao tiếp với cả mình. Đấy. Thế người ta cũng có thể là người ta có cái gọi là cái tiếng Thụy Sĩ, cái tiếng Thụy Sĩ hoặc là pha giữa tiếng Thụy Sĩ, tiếng Đức hoặc là tiếng bản địa, tiếng dân tộc của người ta cũng có thể. Thì người ta tôi còn nhớ một lần tôi nói chuyện Thụy Sĩ thì người ta nói thế. Nếu mà tao nói cái tiếng đặc Thụy Sĩ bên Thụy Sĩ thì mày không hiểu đâu. Thế cho nên là tao phải nói cái tiếng Đức cơ bản với mày. Đấy, tôi nhớ câu chuyện đấy. Người Thụy Sĩ tôi gặp nhá. Đấy. Thế mình học ngoại ngữ thì mình được nghe những câu chuyện đấy thì mình lại có một cái mở mang ra về văn hóa, về tri thức, về ngoại ngữ, về ngôn ngữ mình học thôi, rất là thú vị đấy. Thế còn đôi khi là học ở mỗi trên mạng, tất nhiên nó sẽ bao trùm một cái tổng quan về văn hóa, tổng quan về ngoại ngữ, nhưng mà may mắn mà được gặp những người bản địa ở cái quốc gia mà người ta cái sử dụng cái thứ tiếng mà mình muốn học ấy, mình giao tiếp người ta thì có nghĩa mình nghe, nếu mà nghe được thì mình sẽ mở mang được rất là nhiều thứ. Đấy. Thế nên là tôi rất là chú trọng cái việc học đi đôi với hành, kể cả ngày xưa học tiếng Đức ở nhà vẫn học ở nhà, bây giờ vẫn duy trì học ở nhà nghe mỗi ngày, rồi tập viết mỗi ngày, tập viết chứ học mà chơi game mỗi ngày, nhưng mà thỉnh thoảng cuối tuần hay là 2 3 tuần gì đấy vẫn dành một thời gian nhất định ra tìm để chém gió, để thực tế, để thực hành, để được nói chuyện đấy, để làm sao mình được sử dụng thứ tiếng đó với cả người bản địa, khi sử dụng được thích lắm, khi sử dụng được thích lắm. Thế là tôi luôn luôn tâm niệm là học đi đôi với hành, học đi đôi với hành đấy, mà tôi đi chiến thời điểm này đấy. Swiss Deutsch. Đấy là những cái trải nghiệm mà những cái lần mà tôi được giao tiếp với cả người Đức và người Áo, nhưng mà hai nước lại khó đấy, vì là thứ nhất là cái dân số họ ít, mà dân số ít cái khả năng gặp người Đức cao hơn rất nhiều, vì Đức dân số phải 70 80 triệu, hơn 80 triệu phải, nên là đông, với cả cái dân Đức thì giàu, với cả thích du lịch mà dễ gặp, cực dễ gặp, mong mà cái dịch nó hết đi để bắt đầu là có người nước ngoài đến đây, bắt đầu lại tiếp tục chăm gió giao lưu để cải thiện khả năng nghe nói. Ở nhà thì là cứ đọc với viết, nghe nói đọc viết vẫn duy trì đều đặn thôi. Đấy, hôm nay làm video chém gió với anh chị là người Áo và người Đức, người Áo và người Thụy Sĩ tôi gặp thì họ nói tiếng Đức có dễ nghe không? Thì thường thường là khi mà gặp mình họ sẽ nói cái tiếng tiếng Đức phổ thông nhá. Thế còn họ mà nói cái tiếng của họ pha vào thì chắc là khó nghe đấy, chắc là khó nghe. Đấy. Thì anh chị thấy video vui vui bổ ích thì hãy như này nhá. Đấy, bấm like bên dưới, bấm thích bên dưới và bấm cái nút đỏ subscribe để theo dõi những clip về ngoại ngữ tiếp theo. Mỗi khi mà tôi ra một cái video mới liên quan đến ngoại ngữ, liên quan đến tiếng Anh, liên quan đến tiếng Đức thì nó sẽ báo cho anh chị biết, nó đề xuất lên đấy. Thì cứ bấm bằng nút đỏ ring 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 đấy. Thì chúc anh chị có một ngày là làm việc học hành hiệu quả, nhất là những anh chị học tiếng Đức. Tôi bây giờ tôi thích tiếng Đức lắm, thích lắm. Bắt đầu là phải tìm hiểu sâu hơn một chút để làm sao làm chuyên nghiệp một chút, để đi đát suy nghĩ một chút đấy. Chúc anh chị có một ngày học tiếng Đức hiệu quả anh chị nhé, học tiếng Đức hiệu quả, học tiếng Anh hiệu quả, làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui. Chào anh chị.